Phan Hòa, Nhật Minh, Quang Tĩnh, Đức Duy, Nam Phương, Thanh Xuân. Ai mà đã bật camera thì để giao diện gương mặt mình vô cái camera cho cô nha. Thanh Trúc. Rồi, mới có nhiêu đó bạn bật thôi. 2, 4, 6, 8, 9 bạn bật camera. Cả một cái lớp học 40 mấy học sinh mà chỉ có 9 học sinh bật camera thôi. Rồi, hiện tại lớp mình, lớp trưởng ơi báo cho cô xỉ số lớp nào. Dạ thưa cô là sĩ số 43, một sĩ số 46 vắng ba. Hình như em mới thống kê lại nhưng mà mấy bạn vừa mới vô nữa cô. 46 đúng không? Rồi bây giờ cô thấy là 42 bạn tham dự nè. Hồi nãy có 41, bây giờ Dạ. 42. Ừ. Vậy là hiện tại bây giờ là vắng 4, nó còn không biết là có bạn nào bị ra ao ra ngoài không thì không biết ha. Rồi Bá Dương có để lại màn hình nha, Bá Dương nha. Rồi cô nhắc lại một lần nữa nha. Những bạn nào các bạn đã được phổ biến nội quy rồi. Những bạn nào không bật camera lên là những cái bạn đó không còn ngồi tại vị trí mình nữa và đang làm việc riêng nha. Do đó bạn nào đã bật camera thì để cái mặt gương mặt của mình vào cái màn hình camera. Bạn Đức Duy nè, không thấy gương mặt đâu hết nè. Nguyễn Đức Duy nè, Thanh Xuân nè, Thanh Trúc nè. Các bạn để giao diện gương mặt mình vào camera, đừng để cô nhắc mất nhiều thời gian, mất mấy phút đầu giờ rồi. Hiện tại đến bây giờ mới chỉ có 9 bạn bật camera, rồi cô chụp lại màn hình gửi cho lớp 97 nha, gửi cho cô chủ nhiệm các bạn nha. Cô nhắc nhở nhiều như thế mà chúng ta vẫn không bật camera. Có 9 bạn bật camera thôi. Rồi nhiều hơn rồi ha. Hai mươi hai bạn bật camera, nhắc rất là nhiều như thế mà không chịu bật camera ha. Bạn nào không bật camera trong quá trình học thường xuyên như thế này nha, cô nói trước là điểm kiểm tra thường xuyên là bị trừ vô đó.